là quốc gia sản sinh ra môn bóng đá, sở hữu nhiều câu lạc bộ hùng mạnh, nhưng đội tuyển Anh luôn vô duyên ở các sân chơi Euro. Trong tổng cộng 9 lần dự vòng chung kết giải vô địch châu Âu trước đó, Tam Sư không giành được chức vô địch nào, thậm chí chưa từng vào đến chung kết. Thành tích tốt nhất của họ là hạng 3 vào năm 1968 và 1996. Trong 5 kỳ Euro gần nhất, đội tuyển Anh chỉ tiến xa nhất là vào đến tứ kết. Năm 2008, thậm chí họ còn không vượt qua được vòng loại. Vấn đề lớn nhất của đội tuyển Anh là tâm lý. Từ Euro 1996 đến nay, đã có 3 lần đội bóng xứ sở sương mù bị loại tại vòng knockout sau những thất bại trên chấm 11m. Năm 1996, họ thua đội tuyển Đức tại bán kết. Năm 2004, họ thua Bồ Đào Nha ở tứ kết. Và năm 2012, tiếp tục thua đội tuyển Ý ở tứ kết trên những loạt đá luân lưu. Những cú sút 11m trở thành nỗi ám ảnh với đội tuyển Anh kể cả ở Euro hay World Cup, khi họ cũng đã thua 3 trên 4 loạt đá luân lưu gần nhất của mình ở Cúp Thế Giới. Điều đó cho thấy tâm lý yếu của các cầu thủ xứ sở sương mù. Đội tuyển Anh cũng thường được truyền thông nước này đánh giá quá cao. Thực tế, trong mấy chục năm qua, họ không sản sinh ra được những ngôi sao lớn tầm cỡ thế giới như của Pháp, Bồ Đào Nha, Brazil hay Argentina. Nhưng câu lạc bộ Anh mạnh, hầu hết các trụ cột lại là những người nước ngoài. Tại vòng chung kết Euro năm nay, đội tuyển Anh được định giá là đội bóng đắt giá nhất thế giới với tổng giá trị lên đến 1,25 tỷ euro, cao hơn cả đội tuyển Pháp với mức giá 1,03 tỷ euro. Nhưng rõ ràng, việc những cầu thủ như Harry Kane được định giá 120 triệu euro, Jadon Sancho được định giá 100 triệu euro, hay Raheem Sterling được định giá 90 triệu là quá cao so với mức bình thường. Mức giá cao có thể lại là một áp lực vô hình với chính các cầu thủ của huấn luyện viên Gareth Southgate. Tất nhiên, đội tuyển Anh vẫn còn nhiều hy vọng tại kỳ Euro này. Họ đang có một lứa cầu thủ đồng đều kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gareth Southgate, Tam Sư đã trở thành một tập thể đồng đều, ổn định. Họ đã toàn thắng trong 6 trận đấu gần nhất và trong một năm rưỡi qua cũng chỉ để thua 2 trận. Tại vòng chung kết World Cup 2018, đội tuyển Anh đã thi đấu khá ấn tượng và giành vé vào tới bán kết, thành tích tốt nhất của họ sau 28 năm. Với những cầu thủ tài năng trải đều ở các tuyến như Harry Kane, Phil Foden, Mason Mount hay Harry Maguire, họ đang có một đội hình tốt nhất của mình trong nhiều năm qua. Những vấn đề với giới truyền thông của các cầu thủ như trước đây cũng đã không còn. Huấn luyện viên Gareth Southgate không quá tài năng và nổi bật như những người đồng nghiệp khác, nhưng từ khi lên dẫn dắt đội tuyển Anh, ông đã tạo nên một tập thể đoàn kết một lòng. Ngoài ra, họ còn có một lợi thế lớn là được chơi cả 3 trận đấu vòng bảng trên sân nhà Wembley. Các trận bán kết và chung kết Euro năm nay cũng được tổ chức tại Anh, nên có thể nói họ gần như là chủ nhà của giải đấu này. Có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đây sẽ là cơ hội lớn để thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate chấm dứt cơn khát vô địch Euro suốt 60 năm qua.